Kính lạy Đức Thế Tôn, quy các Phật Đà, nay con phát đại nguyện trì sám nước từ bi. Trên trả bốn ân nặng, dưới giúp ba đường khổ, nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm Bồ Đề, tấn hành hạnh trí huệ. Tâm hợp mọi phương đứng, báo thân này kết thúc, cùng sinh về cực ấy là. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, ơi nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nước lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô tỳ xá phổ Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình, trái ban cam lộ nước lành từ bi, cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham ít sân não phiền. Không tin Tam Bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi xanh phong túng an tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đàn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật tránh cao, chứng tri con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn. Dù qua muôn vạn khó khăn,
con xin sám hối hoàn toàn tự tâm mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật Thánh Phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, đế đầu kính lại chư Tôn các Ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiêng, quy Tam Bảo trước tiên. Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nhờ pháp đưa con vượt qua bờ thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần, đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau, tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bán ngã mưu cầu thành cao, trải thân trong chốn ba đạo mà không đắm nhiễm xa vào bến mê, một lòng thần phục quy y, nguyện cầu Tam
Nguyện quy y tận hư không, khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy y tận hư không, khắp pháp giới mười phương tôn ấy pháp. Nguyện quy y tận hư không, khắp pháp giới mười phương hình thái hiền thánh tăng. Cúi đầu lại Đức Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn, luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô
Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng, mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về tội lỗi triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay bằng, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chân khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tày, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh anh. Sáu ba la mật chuyên tinh, 37 phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù điện miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao báo nổi Phật ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành.
mong sao đạo cả biến thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp truyền ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào. Ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Nam mô Đông Phương A Xuất Bệ Phật. Nam mô Hóa Quang Phật. Nam mô Linh Mục Phật. Nam mô Vô Úy Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Đăng Vương Phật. Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Đại Sư Phật. Nam mô Thật Kiến Phật. Nam mô Kiến Vương Hoa Phật. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫm đầu đắm lễ ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ. Chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Phần.
Nam mô Tận hư không khẩm pháp giới quả hiện vị lai tất cả mười phương pháp. Nam mô Tận hư không khẩm pháp giới quả hiện vị lai tất cả mười huống chi mạng sống vô tri à, như đường trường gió trường kỳ lung lay à, thở ra chẳng hít vào thai à, tâm thần tự đại cũng tài ất trôi quả báo khóc liệt tam đồ một mình chịu ai lo mình à, tiền tài sự nghiệp linh đình à, cũng không thể đổi tôi tình đã mang anh ăn năn tội lỗi rạng ràng à, tâm luôn cảnh giác vô thường đến ấy mau Nam mô Nam phương phổ mạng Phật. Nam mô Oai vương Phật. Nam mô trụ trì tất hành Phật. Nam mô Hạt Huệ Phật. Nam mô Xưng Thinh Phật. Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Phật. Nam mô Bậc Không Kiến Phật. Nam mô Khởi Hành Phật. Nam mô Nhật Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật. Nam mô Trang Niệm Vương Phật. Nam mô Đại Sơn Vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào ở trong đời hiện tại ta nào làm sai cần chi sám tội với ai à, cần chi tu sửa an bài tại thiên à, biết đâu tội lỗi oan thiên à, đã từ muôn kiếp liên miên à, tạo thành chẳng nghe Phật dạy trong kinh à, động chân cất bước đã thành nghiệm oan à, nghiệm xưa chờ sẵn không tan à, đủ duyên kết quả kêu than ít gì tham lam sân hận ngu si à, đã không cảnh giác tội thì càng sâu à, giấu ai giấu được mình đâu à, càng ham che giấu tội sâu càng nhiều nhận mình tội lỗi đủ điều Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh à, chư tôn hiền thanh hiển lên
tinh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che. Nay còn phát một lời thề, không còn che giấu mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Hương Tích Vương Phật. Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tăng Ai Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau. Ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau ơi. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Nam mô Bắc Phương Nàng Thắng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Kim Sắc Vương Phật. Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật. Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật. Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật. Nam mô Luân Thủ
Phật. Nam mô Vô Cấu Ấy Phật. Đề đầu sám hối phận tiền ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh ý gieo ma độc hiểm nghèo tham lam sân hận còn đều si mê chính vì mua tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sâu trần trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy có mà đổi thay anh dù cho trở lại có ngày làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa nghèo nàn cô quá lọc lừa hung hăng đần độn xác sơ môn đời còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu Nam mô Đông Nam Phương Trì Địa Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành não phiền như nước lũ nhanh cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian khiến ta thống khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau não phiền chằng chịt với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh không cho ai thoát thục hình không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về không đường ra khỏi bến mê nay con lợi dụng cơ
nhân kề chữ con, giúp con gọi rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Nam mô Đệ Tử Tài Phật. Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu Nam mô Hạt Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy ma. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoàng gió năm cái mà ra, hoàng gió năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần não điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên,
thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tâm xấu rộng đàn nhập tâm, mà ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tâm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hoa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành.
sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên nằm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bà đằng, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô tức hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nam mô Tỳ Lô Gia Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Đại Trang
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa. Nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện. Làm người dù bậc thánh hiền, cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng. Thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa, biết quan sáng lỗi mới chừa được ai. Kẻ ngu nào có biến hay, lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng anh. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai. Phá tâm hổ thẹn sớm mai, triệt tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm, mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây. Con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng. Công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thắng Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình. Ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên tha. Quán thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao. Một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang bước vào, lỗi lầm ta
chính nào à, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta tuy gặp Phật pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày ý lời phân dạy mà dạy công tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huế mang công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, trên ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Phật trời chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dài khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Hạng Tuệ Nam mô Kiên Cổ Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tệ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Tìm Càn Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần. Xa chân bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn nài ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, quan gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oan khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oán. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp đó
nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sắm chết nghiệm gì cũng ra cất thì địa ngục phải xa. Oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Chim vương nội trận lối đền, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim thang vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phần anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng, thẫn cầu Phật thánh thay đồng chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dâng. Nam mô thượng phương vô lượng thâm Phật, nam mô văn vương Phật, nam mô công đức Phật, nam mô vô lượng danh xưng Phật, nam mô văn thần vương Phật, nam mô đại công đức Phật, nam mô đại tu di Phật, nam mô hàng phục ma vương Phật, kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam. Tùy theo tính chất việc làm, đã gây đủ mọi lỗi lầm hoang khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham. Giận hờn phát phát nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn kính chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần. Học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai. U mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp đời tính cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thanh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô vị lai phổ hiền Phật,
Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam Mô Đất Đại Thế Chí Phật. Nam Mô Hư Không Tạng Phật. Nam Mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam Mô Thật Thình Phật. Nam Mô Đại Hải Phật. Nam Mô Vô Tận Ý Phật. Đế Đạo Sám Lại Hồng Danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can, sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngu muội ta người chẳng phân, sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, mà sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người, sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạc lòng, và cuốn đầu này đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam Mô Thiên Kim Cang Phật. Nam Mô Vô Cấu Quang Phật. Nam Mô Lạc Trang Nghiêm Tư Duy Phật. Nam Mô Vô Cấu Nguyện Tràng Xưng Phật. Nam Mô Hoa Quang Phật. Nam Mô Hoa Quang Phật. Nam Mô Bảo Tượng Phật. Nam Mô Vô Ủy Quang Phật. Nam Mô Viện Lý Chư Ủy Kinh Bố Phật. Nam Mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật. Nam Mô Kim
quang minh vương Phật. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội tự y nghiệp gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềm thân ta, bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Khi tâm quy y tận hư không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười chí tâm quy tận hư không khắp pháp giới, tôn pháp thường trú mười phương. Chí tâm quy tận hư không khắp pháp giới, quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sống ngàn trùng, mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin phận từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phát nguyện, bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thị những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới cực. Bán nhà ba la mà đa tâm kinh quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thấy một dòng mà là không, nên vừa khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng sắc là không, không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao. Măng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kiến cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham hôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đạo đồng không có trí tuệ, mong được có được chăng, các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên lý điềm đạo, xa lìa mong tướng đau niên bàn, ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mận thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề, thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ hết thải khổ không phải, nên tin chẳng xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tính thì nói chủ yết đế ba la yết đế
công đức sám hối có nghĩ lường, vô biên phước đức nên tỏ tường, nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang âm độ, các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo, nguyện bao tội tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Tâm thành dẫn hương giới, hương định và hương huệ cùng với hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nguyện năm thức hương này kết thành một đài mây, màu chói sáng rực rỡ cúng dường mười phương Phật. Cùng tất cả tôn pháp hân thải thánh hiền tăng y tánh, làm Phật sư độ khắp cả chúng sanh, đều phát tâm Bồ Đề thoát bỏ muôn vọng nghiệm, chứng nên đạo vô thường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát mai hai tạng. Này Phật nguyện thành tâm sám hối, mong sao tất cả tội đã tạo từ vô thí cho tham dục ngu si, được nhờ lượng từ bi của các bậc đại giác mà tiêu tan tất cả, nguyện cho khắp chúng sanh đắm chìm trong ba cõi phải nhờ công đức sám hối, được hoàn toàn thoát khỏi nguyện âm siêu dương thôi. Chúng sinh khắp pháp giới hữu tình và vô tình đều lên ngôi chánh giác. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp, ba kỳ xứng dương cùng tán thang, ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tâm thương rộng, lặng đào cảm thông không thể nghĩ, bàn lưỡi đê cho vi đạo tràng, mười phương phân báo hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thâm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo.
chi thân đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Tri Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Thiên Nhãn Ma Tăng Đoá Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tá Bàn Ra Phạn Về Sô Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tất Kiết Lần Đó Ni Mông A Rị Dạ Bà Lô Kiết Đê Thất Phận Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cân Trị Hê Ni Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Thân Phật ra gia giá ra giá ra mà vàng má ra mùng đê lệ hê dì hê thân na ra xâm Phật ra xá lời phà sa phà xâm Phật ra xá gia hô lô lô ma ra hô lô lô hê đi tà ra tất rì tấn rì tô rô tô đô bồ đề dạ bồ đề và ma na ta bà tăng đa già ta bà ma tăng đa già ta bà tăng đa du nghe tấn bà ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mùng thư gia ta bà ta bà ma tấn đà giả ta bà giả kiết ra tấn đà giả ta bà đà ma kia tấn đà giả ta bà na ra cẩn trì bằng giờ ra giả ta bà ma bà lời thăng ý ra giả ta bà nam mô hắn ra đắng na đa ra giả giả nam mô a rì giả ba lo kia
bàn đà dạ tá bà an tăng điện đô mạng đa ra bàn đà dạ tá bà an tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ tá bà kinh lại Đức Thế Tôn quy các phần đà ta nay con phát đại nguyện trì sám nước từ bi trên trả bốn ân nặng dưới giúp ba đường khổ nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm bồ đề tâm hợp mọi phương đứng báo thân này kết thúc cùng sinh về cực Ai Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng nguyện rõ như lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh đạo tràng sám hối nước lành từ bi ba đời chư Phật chứng tri con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thi khí Phật. Nam mô tỳ xá phổ Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Bổn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình lành từ bi cho con rửa sạch nghiệp đi làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm mà vô minh che lấp tâm thần si mê buông thả tham sân não phiền không tin tam bảo ở trên không hiểu cha mẹ bên họ hàng tuổi xanh phong túng an tàn đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi người xấu chẳng biết xa rời hôm bè kết đàn phá nơi an hòa sáng sanh trộm cắp dâm tà
làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri con nguyện y vào lời ngay, bao nhiêu tội lỗi xưa nay hiện tại quá khứ từ rày ăn năn, dù qua muôn vạn khó khăn con xin sám hối hoàn toàn tự tâm, mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật thánh phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, để đầu kính lại chư Tôn.